Eduard Johnson, hành trình cô độc của kẻ trung thành và biểu tượng của băng đảo Iceland. Iceland Viking, Viking Iceland, đó là hai cặp trong vé so sánh mà chúng ta có thể thấy xuất hiện nhan nhản trên các mặt báo. Trong những năm qua, có lẽ chưa bao giờ bóng đá Iceland gây một cơn sốt toàn cầu lớn đến như thế. Và có thể về sau cũng khó để điều này lặp lại. Thế nhưng trong muôn vàng hào quang ấy, có vẻ như giới mộ điệu đang quên đi một con người, một nhân vật đã trở thành biểu tượng của bóng đá Iceland, một hậu duệ của chủng tộc Viking đích thực, Eduard Johnson. Di sản của Iceland. Ngày 9 tháng 5 năm 2016, một tháng trước khi vòng chung kết Euro diễn ra trên đất Pháp, giới truyền thông đã được một cú sốc thú vị. Ở một đội tuyển Iceland xa lạ, trong 23 cái tên được huấn luyện viên Lars Lagerbäck đưa đến đất nước hình lục lăng, bỗng xuất hiện Eduard Johnson, một danh thủ từng nổi lên những năm 2000, nhưng đã một thời gian quá lâu rồi, không thấy trên bản đồ bóng đá. Lật lại thông tin mới biết anh đang chơi cho một câu lạc bộ ở Na Uy Mode và đã gần 10 trận tiền đạo này không ghi bàn. Khi được hỏi nguyên nhân, vị thuyền trưởng người Thụy Điển chỉ trả lời đơn giản rằng đây là món quà tặng cho gia đình và bạn bè. Ở một quốc gia với dân số chỉ hơn 300.000 người, chúng ta có thể hiểu gia đình và bạn bè mà Lagerbäck nói tới là ai. Đó là cả một dân tộc Iceland. Ít ai biết rằng cách đây 20 năm, chàng thiếu niên Eduard Johnson mới 17 tuổi vào thay chính cha mình là Arnór Johnson trong trận đấu giao hữu với Estonia, một hình ảnh mang tính biểu tượng cho những đóng góp của nhà Johnson cho nền bóng đá Iceland. Sau này, Arnór Johnson đã nói là ước nguyện lớn nhất của đời tôi là được chơi bóng cùng con trai mình ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, ước vọng đó của ông không bao giờ trở thành sự thật, vì sau trận đó, Edu đã dính chấn thương và vắng mặt trong gần 2 năm, còn Arnór thì treo giày. Kẻ được việc đáng kinh ngạc. Hẳn trong giới cầu thủ ít ai có thể phiêu lưu như Eduard Johnson với thành tích đã chơi cho 11 câu lạc bộ từ phương Tây cho đến tận phương Đông. Trước khi thi đấu cho đội bóng cuối cùng là Mold, Johnson từng khoác áo và ghi bàn cho Valor của Iceland, PSV Eindhoven của Hà Lan, Bolton, Chelsea, Tottenham của Anh, Barca của Tây Ban Nha, AEK Athens Hy Lạp, Circle Brugge, Club Brugge của Bỉ và Sichuan Huang Everbright của Trung Quốc. Ai có thể bằng Edu khi anh đã giúp Chelsea giành chiếc cúp quốc gia sau tròn nửa thế kỷ đợi chờ và cùng thế hệ Dream Team 2.0 đem về mọi vinh quang cho xứ Catalonia. Và Eduard Johnson là một kẻ được việc dù anh chơi ở bất cứ đâu. Mùa giải 2001-2002, anh cùng Jimmy Floyd Hasselbaink là cặp song sát đáng sợ của ngoại hạng Anh, với Gianfranco Zola ở phía sau. Hai cái tên này ghi tổng cộng 52 bàn thắng trên mọi mặt trận cho Chelsea, của anh 23 bàn và Hasselbaink góp 29 bàn. Eduard Johnson chứng tỏ mình có tố chất của một tiền đạo có hạn. Trước bình tĩnh và kỹ năng dứt điểm của anh thật đáng kinh ngạc, anh không băm bổ, ngược lại những cú dứt điểm thường đi vào góc chết. Johnson ghi rất nhiều bàn đẹp và hầu như không hề bỏ lỡ một tình huống một đối một nào. Năm 2003, Roman Abramovich đến kéo theo những hợp đồng khủng và các chân sút danh tiếng thi nhau kéo về Stamford Bridge. Ban đầu là Adrian Mutu và Hernan Crespo đến. Thời gian ra sân của Johnson đang ít đi và anh biết điều đó. Thế nhưng Crespo gây thất vọng, kết quả là Eduard Johnson cùng với Hasselbaink tiếp tục được chơi chính và anh vẫn đá tốt. Năm 2004, Hasselbaink không được giữ lại, anh mất cả cứng. Rồi tiếp đó là cuộc đổ bộ của một loạt những cái tên đáng giá như Matija Kesnan, Arjen Robben và Didier Drogba. Huấn luyện viên Jose Mourinho đã trấn an anh, một cựu binh vẫn rất có ích và anh vẫn được giữ lại như một sự lựa chọn thứ ba trên hàng công. Thế rồi khi Kesnan không hiệu quả, Didier Drogba vẫn chưa kịp thích ứng với môi trường mới và Mutu dính án ma túy. Anh là lựa chọn khả dĩ nhất cho vị trí tiền đạo lùi bởi kỹ thuật cá nhân tốt hơn hai cái tên còn lại. Eduard Johnson đã âm thầm gánh vác hai công việc, phân phối bóng cho Frank Lampard hay Drogba và kết hợp ghi bàn khi cần. Anh không còn là tiền đạo cứng nhưng lại là con bài không thể thiếu. Chức vô địch Premier League đầu tiên đến với Chelsea, người ta nhắc đến Lampard, Drogba, Peter Cech, John Terry và không ai để ý rằng anh ra sân nhiều thứ hai cả đội. Kết thúc mùa giải, anh nhẹ nhàng ghi 16 bàn thắng, bằng với số bàn thắng của Drogba. Năm 2005, Mourinho chuyển sang đá 4-2-3-1. Johnson phải chơi đủ các thể loại vị trí, từ hộ công, đá biên cho đến tiền vệ trung tâm, khi Drogba là lựa chọn thường trực cho vị trí tiền đạo. Anh trở thành con bài xoay tua và Edu biết sớm muộn gì mình cũng phải rời đi. Câu chuyện tới hồi kết. Dù không còn sở hữu một chỗ đứng chắc chắn trên hàng tiền đạo, nhưng vẫn có nhiều mẫu chuyện cho thấy được
khả năng khuấy động tinh thần trong phòng thay đồ của Woo Johnson, mà điển hình nhất là ký ức trong ngày quyết định chức vô địch Premier League đầu tiên của Chelsea. Trước trận đấu với Bolton ngày 30 tháng 4 năm 2005, Mourinho dẫn toàn bộ dàn hảo thủ vào phòng thay đồ và chờ sẵn ở đó trước khi Edu bước vào phòng. Từ trong túi áo măng tô quen thuộc, Mourinho rút ra một bức thư được ông và cầu thủ số 22 soạn sẵn trước đó. Ông trao nó cho Edu. Woo Johnson dõng dạc đọc từng chữ, không khí lặng đi trong phút chốc. Cầu thủ Iceland liên tục nhắc lại câu chữ cuối của bức thư. Đây có thể là mùa giải cuối cùng của tôi ở đây. Đây có thể là mùa giải cuối cùng của con người duy nhất còn sót lại ở thế hệ đàn anh của các cậu ở đây. Chúng ta không thể thất bại. Tôi biết các cậu còn một trận đấu quan trọng ở bán kết Champions League trước Liverpool vài ngày nữa. Nhưng tôi xin được nhắc lại, chúng ta không thể thua. Chúng ta không thể thua. Woo Johnson có tên trong đội hình xuất phát ngày hôm ấy. Anh không ghi được bất kỳ bàn thắng nào và được thay thế bằng Shoko ở phút 85. Tuy nhiên, người đồng đội xuất sắc Frank Lampard của anh đã làm thay nhiệm vụ ghi bàn đó. Frankie ghi hai bàn và giúp Chelsea của Mourinho trở thành nhà vua của nước Anh. Tháng 6 năm 2006, khi Andriy Shevchenko và Michael Ballack đã tới để lấp đi những vị trí mà Chelsea còn thiếu. Anh đến với Barcelona khi đội bóng này vừa chia tay Henrik Larsson và cần một tiền đạo dự bị cho Samuel Eto'o. Phẩm chất trung thành của chiến binh. Woo Johnson còn mang trong mình phẩm chất trung thành của những chiến binh phương Bắc. Anh không từ bỏ Chelsea khi Mourinho đến và những người bạn thân như Zola hay Hasenbeck phải ra đi. Anh không theo chân bộ ba Ronaldinho, Julie Eto'o, những nhân tố cùng anh tạo lập nên một tập thể tấn công quyến rũ dưới thời của Frank Rijkaard, mà ở lại Barcelona trong quá trình chuyển giao thế hệ. Và anh đã trở về mái nhà Bolton trong những năm tháng khó khăn để cùng ôn lại những kỷ niệm tươi đẹp. Thứ khiến cho Woo Johnson trở thành một giá trị bất tử không phải là kỹ năng chơi bóng, mà là khả năng truyền cảm hứng tuyệt vời. Tiền đạo Iceland đã có thời niên thiếu tươi đẹp, anh sớm thoát khỏi những chuồng ngựa để đến với lò đào tạo PSV nổi tiếng. Nhưng cũng tại nơi đây, một chấn thương khủng khiếp đã tưởng như giết chết giấc mơ tuổi trẻ. Anh đau đớn trở về quê hương. Những giọt nước mắt nhanh chóng biến thành những dòng mồ hôi trên sân đấu để anh trở lại và tạo nên một tên tuổi hàng đầu trong những năm 2000. Và ngọn lửa trong anh đã giúp những Lampard, Drogba trở thành huyền thoại của The Blues, biến Messi, Iniesta trở thành ngôi sao hàng đầu của Barcelona. Dù cho sau đó có trải qua hàng loạt những thất bại đau đớn, thì ngọn lửa ấy vẫn không bị dập tắt và đất nước Iceland tôn thờ ngọn lửa linh thiêng ấy. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên tham gia group của nhóm để cùng chia sẻ ý tưởng của bạn nhé. Thông tin chi tiết bên dưới video. Người truyền lửa. Nhớ những ngày tháng 10 năm 2011, trong một trận derby thủ đô với đối thủ truyền kiếp Olympiacos, AEK Athens đang đứng trước một cơ hội sáng tỏ. Edu Woo Johnson đang chuẩn bị cho một pha chích mũi giày sở trường thì bỗng gã thủ môn Franco Costanzo tông sầm vào anh. Edu ngã xuống và la hét đau điếng. Cơn đau mà 15 năm qua anh tưởng chừng đã quên, xương chày và xương mát của chân phải bị gãy và nó tước luôn phần còn lại mùa giải của Edu. Lại một lần nữa, làn sương đêm cuốn lấy chàng trai ấy, nhưng cũng một lần nữa tinh thần không khuất phục đã giúp anh đứng lên. Anh trở về quê hương chinh chiến và 2 năm sau đưa đội tuyển nước nhà đến trận playoff với Croatia cho một chiếc vé đến Brazil. Tuy nhiên lần này, thất bại của đất nước đã khuất phục trái tim kiên cường. Anh quyết định lùi lại và nhường sân chơi lại cho lứa đàn em. Nhưng rồi ngọn lửa đam mê đã thúc giục anh quay trở lại. Ngày 28 tháng 3, 2015, Edu Woo Johnson ghi bàn trong trận gặp Jakarta để đánh dấu sự trở lại với màu áo đội tuyển quốc gia sau 18 tháng. Và người ta biết đã đến lúc để chiến binh bất khuất ấy sải bước trên thảm cỏ Euro. Phút 83 trận đấu Iceland-Hungary, đám đông trở nên ồn ào khi chiếc áo số 22 bước vào sân. Aron Gunnarsson nhanh chóng gửi lại chiếc băng đội trưởng cho người đàn anh của mình. Vậy là những người dân Iceland đã được tận mắt chứng kiến điều ước của mình thành sự thật. Biểu tượng của họ, một trái tim quả cảm, đại diện cho quá trình vươn lên của lịch sử bóng đá nước nhà. Cuối cùng, anh cũng đã bước chân lên thảm cỏ của Euro sau bao nhiêu năm chìm đắm trong thất bại, khi một mình gồng gánh màu áo xanh thực hiện giấc mơ của cả dân tộc. Tuy anh không thể giúp đội bóng có được thắng lợi nhằm đem về chiếc vé sớm vào vòng knockout, nhưng sự có mặt của anh thắp lên trong lứa đàn em một tinh thần chiến đấu kiên cường để giúp họ đạt được những thành công không tưởng. Hạ bệ áo và khuất phục luôn cả Anh Quốc, cứ mỗi lần giành chiến thắng là người ta lại thấy các cầu thủ và cổ động viên Iceland ăn mừng theo một phong cách Bắc Âu và hào sảng. Từ một đội bóng nằm ngoài top 100 của FIFA, giờ đây họ đã trở thành một trong những câu chuyện thú vị nhất tại World Cup 2 Euro. Trong suốt chặng đường đầy thăng trầm ấy, có một nhân chứng lịch sử vẫn thầm lặng trong màu áo xanh và truyền cảm hứng bằng tinh thần Viking bất diệt của mình, Edu Woo Johnson.
đến lúc phải dừng lại. Tháng 9 năm 2017, Edu Wujonsen quyết định treo giày một tuần trước khi bước sang tuổi 39. Anh chia sẻ trong ngày đưa ra quyết định này: "Tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ từ bỏ bóng đá. Tôi sẽ có mặt tại trung tâm huấn luyện của đội bóng để tập luyện. Tôi sẽ thi đấu bóng đá cho tới khi không thể đi lại được nữa. Nhưng trong bóng đá chuyên nghiệp, tôi nghĩ rằng mình đã đi một chặng đường đủ dài và đến lúc phải dừng lại." Chelsea là đội bóng mà Wujonsen tỏ ra mắng bàn thắng nhất với 78 lần lập công trong 6 mùa giải. Ngoài ra còn có 4 đội bóng chân sút 37 tuổi kinh qua nhưng không thể ghi bàn, bao gồm KR Reykjavik, Monaco, Stoke và Fulham. Tổng cộng chân sút kỳ cựu này có 158 bàn thắng sau 650 trận ra sân. Trên phương diện đội tuyển quốc gia, Wujonsen đang là chân sút vĩ đại nhất lịch sử với 26 bàn thắng sau 88 trận ra sân. Thành tích này của Wujonsen có lẽ sẽ còn rất lâu nữa mới bị phá, bởi người bám sát phía sau là Gylfi Sigurdsson mới chỉ có 20 bàn thắng. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!